Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Ban Quản lý Phát triển Du lịch và Di tích thị xã Sapa xây dựng điểm check-in với tên gọi Sapa Tinh Hoa Hội Tụ nhằm tạo một không gian văn hóa đặc sắc để du khách có điểm trải nghiệm chụp ảnh. Trong không gian Sapa Tinh Hoa Hội Tụ được xây dựng tại tổ 5 phường Sapa, đối diện nhà thờ Sapa, Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa sẽ trưng bày chậu lan Trần Mộng lớn kỷ lục với 2024 bông hoa. Cùng với đó là các tiểu cảnh mô phỏng những danh thắng kỳ vĩ của Sapa như ruộng bậc thang Mường Hoa, đình Phát Xipang, gắn với trưng bày các loài hoa bản địa của Sapa như đào phai, đào cổ Sapa, đỗ quyên Hoàng Liên, nhất chi mai Sapa. Các khu trưng bày mô phỏng hoạt động làng nghề truyền thống của 5 dân tộc thiểu số Mông, Dao, Tày, Giấy, Sa Phó. Không gian Sapa Tinh Hoa Hội Tụ được kỳ vọng sẽ là điểm hấp dẫn với mỗi du khách khi đến với khu du lịch Sapa dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 này.